Nay chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ nói cho mọi người nghe về nghề lập trình viên, cũng chính là cái nghề của mình luôn. Những cái vấn đề sau sẽ được mình nói trong video. Video này dành cho ai? Lập trình viên là gì? Để trở thành lập trình viên thì phải cần gì? Khả năng tìm việc như thế nào? Ở trong nước cũng như ở ngoài nước, công việc có áp lực hay không? Cuối cùng là lương tháng bao nhiêu? Để không mất thời gian thì mọi người có thể trực tiếp nhảy đến những cái phần mà mọi người cảm thấy hứng thú. Mày hen. Let's go. Video này dành cho những bạn đang học cấp 3 mà chưa biết định hướng tương lai mình sẽ làm gì. Thứ hai là dành cho những bạn đang học năm nhất, năm hai của đại học và không biết chọn chuyên ngành như thế nào. Và thứ ba là những bậc phụ huynh là đang muốn tư vấn cho con mình một cái ngành nghề nào đó nhưng mà vẫn chưa tìm được ngành nghề thích hợp. Lập trình viên còn có thể gọi được với những cái tên như là software engineer, coder, kỹ sư phần mềm. Lập trình viên nếu mà để giải thích mà ngắn gọn nhất có thể thì mình có thể nói như thế này. Nó chính là người cầu nối giữa người sử dụng phần mềm và cái thiết bị điện tử mà mọi người đang sử dụng đó. Ví dụ như nó có thể là điện thoại, máy tính, hoặc là iPad, tablet hay gì đó vân vân. Nhưng mà nhiều thứ. Công việc của bọn mình nó tính là cái gì? Đầu tiên mình phải nói đến tại sao cái ngành này nó được sinh ra, nó sinh ra nhằm mục đích gì. Ngày xưa khi mà máy tính được phát minh ra thì người ta mới càng ngày càng nhận thấy là cái tầm quan trọng của cái máy tính. Trong quá trình đó thì người ta thấy được là để mà nói chuyện được với máy tính, để mình ra lệnh cho nó để làm việc cho mình đó, thì nó khó quá đi. Tại vì về bản chất của máy tính nó chỉ hiểu được hai loại tín hiệu thôi, hai tín hiệu là 0 và 1. Hai tín hiệu chỉ là trạng thái gọi là đóng và mở, thì hai từ hai tín hiệu đó thì nó sẽ làm được những một dãy các cái lệnh yêu cầu người ta muốn nó thực hiện. Trong quá trình mà người ta làm việc như vậy, người ta lại nghĩ sao mình tốn nhiều thời gian để mình làm cái hành động như vậy. Xong người ta mới phát minh ra những cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ lập trình. Càng ngày ấy, thì cái ngôn ngữ lập trình này nó càng gần lại hơn với lại cái ngôn ngữ nói của mình. Đến nỗi rồi bây giờ mọi người có thể tưởng tượng là mình ngồi ở đây, mình có thể gõ lên bàn phím ở trong một cái ngôn ngữ lập trình là say hello chẳng hạn. Thì có ngôn ngữ lập trình nó sẽ biết được là ra lệnh cho máy tính nói hello đi. Nhưng mà mình chỉ nói được kiểu đại ý vậy thôi, còn về chi tiết thì mọi người học hoặc là bữa nào mình sẽ làm một cái bài đơn giản là làm cách nào để tương tác được, kiểu như là nói cho máy tính nó hiểu vậy đó. Đó chính là ngành lập trình viên. Bây giờ mình sẽ đến vấn đề thứ ba, thì muốn trở thành một người lập trình viên thì mọi người cần phải làm gì và cần phải chuẩn bị cho mình như thế nào. Thì muốn học lập trình á thì nó rất là đơn, thật ra nó cũng nói đơn giản thì không đơn giản, nhưng mà nó có rất là nhiều con đường để đi đến cái nghề lập trình viên. Mọi người không cần nhất thiết phải học đại học, học cao đẳng cũng được, học trung cấp cũng được, hoặc là không học cũng được. Chỉ cần mọi người hết mày mò tìm hiểu về lập trình viên thì đa phần á, những cái tài liệu của lập trình viên thì nó nằm tất cả trên mạng hết. Mình thường mình tự học, mình cũng toàn học trên mạng thôi, nên là ai học cũng được, muốn học thì học thôi. Ai mà có tư duy logic tốt xíu á thì có thể học rất là dễ thôi. Và học lập trình có cần biết tiếng Anh hay không? Nếu mình là người đạt tiêu chuẩn học lập trình viên thì tiếng Anh là gần như bắt buộc. Tại vì đa số, gần như là tất cả luôn, các cái tài liệu về lập trình viên viết bằng tiếng Anh hết trơn. Thì nói chung là về cơ bản thì học tiếng Anh giúp rất rất nhiều trên con đường sự nghiệp của mọi người khi mọi người làm lập trình. Tiếng Anh nó còn mang lại cái những cái lợi ích khác, ví dụ như là khả năng tư duy sáng tạo. Cái quan trọng là sáng tạo, là khi mà mọi người học một cái ngôn ngữ mới hoặc ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ thì nó sẽ kích thích não bộ mọi người phát triển ở một cái vùng hoàn toàn mới. Nhờ đó mà mình sẽ kết hợp với những cái kiến thức cũ, cái tư duy logic của mình, nó sẽ giúp cho mọi người hơn trong cái công việc là mình diễn đạt ý kiến của mình tốt hơn. Thứ hai là nó sẽ giúp cho nhìn cùng một vấn đề, mình sẽ nghĩ ra nhiều cái giải pháp mà nó kiểu không bị quá gò bó hơn. Thì nói chung là tiếng Anh rất là tốt, tiếng Anh tốt cho mọi người luôn chứ không riêng gì nghề lập trình. Thì thứ tư đó chính là khả năng tìm công việc. Mình có thể hơi hơi tự hào một xíu, mình nói là nếu mà mọi người học công nghệ thông tin nói chung hoặc công nghệ phần mềm nó riêng ra thì mọi người sẽ không thiếu việc làm. Mình có thể nói như vậy ngay tại thời điểm bây giờ và tới tương lai 3-4 năm nữa cũng vậy. Tại sao mình nói vậy? Từ lúc mình đi làm bây giờ thì công nghệ phần mềm đó, nói chung đó, thì nó lúc nào cũng hot hết trơn, lúc nào cũng thiếu việc, thiếu người để làm việc chứ không phải thiếu việc. Công việc nó thì hàng hà vô số kể, thì hôm nào nó là một cái vấn đề cũng khá là bự á. Hôm nào mình sẽ nói cho mọi người nghe, hôm nào mình sẽ nói chung chung trước. Thì không việc làm á, mình còn có thể tìm ở trong nước. Hiện tại có 3 nơi là mọi người có thể tìm công việc công nghệ phần mềm khá là nhiều. Một á là Thành phố Hồ Chí Minh, hai là Hà Nội, rồi ba là Đà Nẵng. Thì ba chỗ đó mọi người thích sống ở chỗ nào thì mình có thể nộp hồ sơ xin việc cho cái công ty đó, xong rồi phỏng vấn. Ta gọi mình đi phỏng vấn thì mình phỏng vấn xong thì đậu, thì mình có thể dụ như mọi người muốn Nam Tiến thì từ Bắc vào Nam, mình muốn Bắc Tiến thì từ Nam ra Bắc, mình muốn tới Đà Nẵng thì tới Đà Nẵng làm.
không có vấn đề gì. Còn những ai mà muốn ra nước ngoài luôn, ra nước ngoài có thể ra nước ngoài vài năm xong rồi lại Việt Nam, hoặc là ra ngoài định cư luôn, thì đó tùy mọi người thôi. Thì công việc tên nước ngoài cũng không thiếu luôn, nhưng mà mọi người phải biết tiếng nước ngoài. Tiếng Anh nó là ngôn ngữ quốc tế rồi, thì mọi người đi đâu cũng có thể sử dụng được. Ngoài ra mọi người có thể có một ngôn ngữ mà mình biết rất là hot luôn trong ngành công nghệ thông tin, đó là tiếng Nhật, thì mọi người có thể học tiếng Nhật cũng được. Không giờ thì không bao giờ sợ thiếu việc luôn, mình nói thiệt. Không những không thiếu việc mà việc lương cao. Thì bây giờ sẽ đến phần thứ năm, đó chính là công việc này nó có áp lực hay không. Nhìn theo như mình đó, thì công việc nào cũng áp lực hết trơn, không công việc nào là hơn công việc nào hết, công việc nào cũng đáng quý như nhau. Nếu mà mình nói áp lực á, công nghệ thông tin kiểu lập trình viên thì áp lực nó sẽ kiểu theo giai đoạn. Có những giai đoạn thì mọi người sẽ không có quá nhiều việc, nhưng mà có những giai đoạn thì mọi người phải kiểu ở lại đến 11, 12 giờ đêm là bình thường. Có bên đây mình đi làm hôm nay nhiều khi có những giai đoạn mà mình ở lại đến 1-2 giờ đêm, xong rồi mà liên tục 2-3 tuần vậy đó. Thì do là mọi người làm một cái phần mềm thì sẽ có lúc phần mềm nó đến tay người dùng, thì cái giai đoạn mà phần mềm đến tay người dùng á là giai đoạn rất là căng não, và sau khi đến tay người dùng thì cũng căng não không kém, mà tại vì nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều cái những cái sự cố mà không ai mong muốn cho, nhưng mà chắc chắn sự cố sẽ có trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, mà đặc biệt trong nghề phần mềm. Và mọi người có làm phần mềm tốt đến đâu chăng nữa thì khi mình tới tay người dùng rồi thì lúc nào cũng sẽ có sự cố, và sự cố đây thì nó gọi là lỗi phần mềm. Ví dụ như mọi người đang sử dụng phần mềm mà nó giăng, nó bị ví dụ như đang xả điện thoại thì sẽ nó bị giăng ở ngoài, thì đó chính là một lỗi phần mềm. Thì mọi người thường thường sẽ bỏ qua và mở lại app, nhưng mà khi gặp những cái lỗi nào mà mọi người làm đứng, mọi người không mở lại được luôn á, thì những hàng giống như mình là sẽ bị lâu ra chém, cái khả năng chữa được thì sẽ được chui rè ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Thì mọi người đi làm thì mọi người chỉ cần cố gắng hết sức, và mình cũng tự nhận thấy mình đang cố gắng hết sức để chung tay vào phát triển chung cho dự án, thì mọi người không có gì phải sợ áp lực hết. Áp lực nó là một cái thứ để chui rèn cái sức mạnh của chúng ta. Bây giờ đến phần mà mình nghĩ mọi người rất là háo hức để nghe được, thì đó chính là phần lương như thế nào khi mà làm công nghệ thông tin. Mình có thể tiết lộ cho mọi người lương của mình khi mà mình mới ra trường, thì cách đây bây giờ năm 2021 thôi, mình ra trường năm 2014, nhưng mà mình đã đi làm trước đó nửa năm rồi, là khoảng năm 2 đại học là mình đã đi làm rồi. Mình đi làm lúc đó lương của mình vừa mới ra trường, chưa ra trường cũng nghe là lương lúc đó mình khoảng mình nhớ 7 triệu Việt Nam đồng, thì 7 triệu một tháng. Thì mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, nên là mình may mắn hơn những bạn mà từ ở những cái tỉnh thành khác đến thành phố Hồ Chí Minh sinh sống á, là mình không cần phải tốn tiền thuê nhà, nó cũng giúp mình phần nào. Nhưng mà mình nghĩ đối với một người mới ra trường 7 triệu và thời điểm đó thì cũng có thể, nếu mà mình xài chi tiêu hợp lý á, thì cũng có thể là đủ, mà là mình nghĩ là cũng có thể tiết kiệm được chút đỉnh, mình nghĩ vậy. Nhưng mà mọi người có một cái mức sống khác nhau, mọi người có phải phụ giúp gia đình này nọ cái kiểu nó khác nhau nữa, nên là mình không dám nói là điều đó là đủ hay là thiếu đối với tất cả mọi người, mà chỉ mình cảm thấy đủ với trường hợp của mình. Còn về mình biết á, mình có thể cho mọi người biết là lương trung bình ở, thì mình có bạn ở nước ngoài, lương trung bình khi mà mọi người đi làm công nghệ thông tin ở Mỹ đi, thì theo như mình biết là khoảng 80.000 đô trung bình cho một khoảng một người 4-5 năm kinh nghiệm. 80.000 đô thì tính ra mỗi tháng là bao nhiêu ta, khoảng 60.000 đô một tháng nhân lên là có bảy mấy ngàn lương thưởng này nọ kiểu nữa là có khoảng 80.000. Nhưng mà làm nghề thông tin thì mình nghĩ không có lương ở đâu cũng vậy thôi, tất cả mọi người trên thế giới một nhóm ngành có lương khá hấp dẫn, theo như mình nghĩ là như vậy. Là mọi người nếu mà muốn theo nghề thông tin mà đắn đo về lương bổng thì không cần phải đắn đo đâu. Hẹn mọi người vào lần sau, bye bye.